Rồi. Xuống. Chưa rửa nha bà con. Lên. Xe bỏng rồi con. Xuống luôn em ơi. Xin bìa nha. Có 2 ER40 đẹp lắm. Lôi em ơi. Đầu máy đi lại góc đó. Có 2 ER đẹp lắm luôn. Nha, đó đẹp không? Quá đẹp. Lại ốc đó đi. Thấy chảnh có nắp này không? Có nắp này không? Nắp này còn dư chảnh cái nào không? Rồi mua đẹp chưa? Thử 2 con ER cho con, ER40 là 5 nữa đó con. Mẫu đã rồi, chưa đâu nói rồi. Đây, con 3 ER 5 nữa. Đây, 5 nữa. Đã không? Chạy đi ghê không? Hai con đang chạy nha. Đã không? Con làm hết rồi. ER40.
rồi trời luôn quá, để em gọi liền cho. CT 6L1 M85 chưa chùi rửa nha, xanh bìa nha. Đây, đẹp ha. Chưa chùi rửa nha bà con. Con về thử chùi rửa nha. Xanh bìa. Lâu lâu có được cái bộ này bà con. Cũng được đó nè. Sơn nó còn nguyên vẹn nè. Ồ, con có nhu cầu luôn nha, 08 635 677. CT601 đây, con này còn khá đẹp nè. Chưa chùi rửa chứ là đẹp lắm đó con. Ở trong còn đỏ ao 7 màu nè. Đem bọng rồi còn ít xài nè. Nó còn khá đẹp á. Chưa chùi rửa chỉ là đẹp lắm đó con. Rồi con là có nhu cầu luôn nha, 088 635 6707. Quá đẹp. Rồi con là có nhu cầu luôn nha, 088 635 6707. CT601 mấy số đây? Nó là cũng 6 số tới rồi con. Đây 6 số tới, 2 số dè, 2 số sớm. Rất ok, số nhất là nhẹ nhàng. Bà con nên quay video hay là chạy máy hay vô số đó, nhẹ giống như xe máy vậy đó. Mình rút đề máy lên chạy nó dễ vô số hơn. Nó tròn tua hơn. Bà con hạn chế vô máy vô số lúc cắt máy. Lúc cắt máy. Con là có nhu cầu luôn nha, 088 635 677. Nói theo con cua ta A10 có đề nha. Đây. A10-2 KB có đề. Đề luôn nè. Có đề, có sạc kết hợp học bỏ bình luôn con. Xin bìa cúc đặt luôn nha. Cua ta. Cua ta A10 nha. K1 chết K1-8 trên bìa 18 lưỡi. Ồ, lưỡi bên vành không con, về trang trục sớm là vô tư luôn. Đặc biệt đây này nó có bị sai mà con, mấy cái mà con lúng lại á, này là chảy số thường nè. Còn mà lúng lại mà con vô bị sai hay là vô cầu á, là hai bánh nó làm độc lập đó, bánh nào nó bương á nó không sẽ lúng á. Nếu mà con một không có bị sai đó là bánh này bị lúng á, là bánh này chạy không được. Còn cái mà con gài cầu á là bánh nào lúng kệ nó, bánh vẫn chạy bình thường một bánh, nên nó tới là bường đứt lúng rất là ok, đeo đồi đeo dốc là rất là ok. Lợi hại ở bên xa là vậy đó, nó là gói gài cầu á, cái hơi gọi là gài cầu á đó. Lợi hại là con đi đường trơn trượt rồi hai bánh nó đi đều nha, không sợ trơn trượt. Rồi này là 8 số tới nha, 8 số tới 4 số dè luôn nha, 8 số tới 4 số dè 2 số xới. À, cái thắng là còn nguyên vẹn đẹp nè, có đề có sạc kết hợp luôn nha. Đây A10 Kumota để bà con một cái bình 30A nhỏ nhỏ đi đây được rồi. À, vừa đề vừa sạc luôn, nói nào lớn cổ quan nổi là vừa đề vừa sạc luôn. Đặc điểm của ta nó nhẹ rồi, nhưng mà con nó muốn đề á, nhẹ hơn thì cứ đề.
Rồi bà con là có nhu cầu luôn 0886356707. Đó là ZK1-8 EA10 có đề. Đây cái tích lô điều khiển nó đây, đẹp không? 8 số, rất là nhẹ nhàng. Đã có bi sai kết hợp luôn, rùa với thỏ luôn. Bi sai xe là chủ mà con. Mà con có làm việc nặng đồ bươi 4 bánh được, 2 bánh đều lượt luôn. Có tiện cái đó. Mà bà con là có nhu cầu luôn nha, 0886356707. EA10 có đề ZK1-8 trên bìa khúc đặc. Rồi con là có nhu cầu luôn nha, 0886356707.